Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quan hệ Việt-Mỹ không bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm của Putin Ngày 21 tháng 6, AFA tiếng Việt cho hay, chuyên gia nói rằng chuyến thăm của Putin không làm xấu đi mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. AFA đề cập đến chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam với lịch trình dày đặc của ông Putin, tuyên bố chung là ký kết 11 văn kiện hợp tác. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế từ Sài Gòn cho rằng những văn kiện mà hai bên đã ký kết chỉ nêu chung chung các lĩnh vực sẽ hợp tác trong tương lai, chứ không nêu cụ thể cách thức tăng cường hợp tác, ông nhận xét. Trong tuyên bố chung thì thấy là một mặt Việt Nam ủng hộ Nga, nhưng mặt khác cũng nêu cao những vấn đề mà Việt Nam đã thống nhất từ trước đến nay. Trong đó nêu cao vai trò của Liên Hiệp Quốc, của luật pháp quốc tế và vai trò của Công ước luật biển thì đó cũng là những cái đáng ghi nhận. FA cũng dẫn đánh giá của nhà hoạt động chính trị Nguyễn Tiến Trung từ nước Đức cho rằng các tuyên bố giữa Việt Nam và Nga có phần mang tính tuyên truyền, lừa dối lẫn nhau. Trước việc Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung cộng để duy trì nền kinh tế và cuộc xâm lược phi pháp ở Ukraine, tôi tin là chế độ Putin lên tiếng về Biển Đông chỉ là chót lưỡi đầu mồi. Tôi tin rằng chế độ Putin sẽ giúp Đảng Cộng sản Việt Nam các công nghệ tin học để theo dõi giới bất động chính kiến làm tường lửa, tung tin giả để người dân Việt Nam mất niềm tin vào chế độ dân chủ, như Putin đang làm với người dân Nga, ông Trung nói. Và đây là hình Việt Nam đón tiếp tên tội phạm quốc tế. Theo ông Hoàng Việt, dù Việt Nam rất muốn tăng cường hợp tác với Nga nhiều hơn, tuy nhiên Việt Nam lại không muốn bị trừng phạt bởi các lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây dành cho Nga. Ông Việt giải thích, đây cũng là thế khó của Việt Nam, không chỉ đơn giản là chuyện muốn đi thăm hoặc không đi thăm mà Việt Nam còn rất nhiều thứ phải phụ thuộc vào Nga. Đơn giản nhất là toàn bộ hệ thống vũ khí của Việt Nam gần như là mua của Nga, trước đây là 80% và bây giờ là trên 60%. Vụ tranh chấp pháp lý giữa Powder Machine và PVN, trong đó phía Nga đòi bồi thường 500 triệu đô la, nảy sinh khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ loại bỏ các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT là ví dụ điển hình, được ông Hoàng Việt dẫn ra. Ông Việt nhận định, Nga muốn bán năng lượng và Việt Nam cũng muốn tranh thủ mua được nguồn năng lượng với giá rẻ, nhưng khó thực hiện bởi bị lệnh cấm vận tác động. Theo ông Tiến Trung, về vấn đề năng lượng, trong ngắn hạn, Nga sẽ không bị sức ép từ Trung Cộng mà từ bỏ các liên doanh dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Tuy nhiên, về trung hạn và dài hạn thì câu chuyện sẽ rất khác vì Nga đang dần trở thành chư hầu của Trung Cộng, phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng để phá vỡ thế cấm vận của phương Tây và đây là hình trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã đến thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm của Putin. Mặt khác, dù Mỹ lên tiếng khá gay gắt về chuyến thăm của ông Putin, nhưng theo ông Hoàng Việt, quan hệ Việt-Mỹ hay với các nước phương Tây sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm này. Chắc chắn là Mỹ sẽ lên tiếng để thể hiện rằng thái độ của Mỹ đối với chuyến thăm này của Putin, nhưng mà chuyện này có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ hay không thì tôi nghĩ là không bởi vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã từng trắc trở hơn rất nhiều qua bao nhiêu năm mới phát triển lên được tới ngày hôm nay và chắc chắn là Mỹ cũng hiểu được cái thế khó của Việt Nam. Đối với Liên minh Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên thì Việt Nam hoàn toàn không thể tham gia. Đây là điều chắc chắn bởi vì Việt Nam đã chọn chính sách không liên minh và liên kết với một bên nào. Đương nhiên, phía phương Tây sẽ cảm thấy không hài lòng, nhưng mà tôi chắc chắn là phía Việt Nam cũng sẽ cố gắng để giải thích. Ông Hoàng Việt nhấn mạnh, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung thì cho rằng, Đảng Cộng sản không thể bắt cá hai tay, mãi khi xung đột giữa khối độc tài và khối dân chủ trên thế giới ngày càng dữ dội. Tôi tin rằng, một khi có lựa chọn chiến lược tốt hơn Việt Nam trong vấn đề chống sự bành trướng của Trung Cộng trên biển Đông và nguồn cung đất hiếm thì Mỹ, các nước châu Âu và phương Tây sẽ bỏ qua Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin quan hệ việt Mỹ không bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm của Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Gia đình doanh nhân gốc Việt David Dương bị FBI điều tra. Ngày 22 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, FBI khám nhà con của doanh nhân David Dương và thị trưởng Sen Thao tại sao? Theo đó, truyền thông Mỹ ngày 20 tháng 6 đồng loạt đưa tin, cục điều tra liên bang FBI đã khám xét nhà của thị trưởng Sen Thao và doanh nhân gốc Việt David Dương ở thành phố Oakland, bang California. BBC dẫn truyền thông Mỹ cho hay, FBI đã khám ngôi nhà hai tầng của bà Thao nằm trên một con phố đẹp như tranh vẽ gần đội Oakland. Các điều tra viên FBI mang ít nhất 4 hộp giấy và hai thùng nhựa ra khỏi nhà thị trưởng gốc Việt. Sau đó, FBI đến một ngôi nhà cách đó gần 5 km tại Ville crash Coast ở Oakland Hill. Hồ sơ tài sản cho thấy đây là căn nhà của Andy Dương, con trai ông David Dương, chủ công ty California West Solution, có hợp đồng tái chế rác thải trị giá hàng triệu đô la với thành phố. Vẫn theo truyền thông Mỹ cho hay, công ty California West Solution đang bị điều tra về các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà Sandow và các quan chức khác của thành phố Auckland. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết bà Sandow, 38 tuổi, là người phụ nữ hơ mông, ban đầu giành được một ghế trong hội đồng, một thành phố lớn của Mỹ năm 2018. Vào năm 2022, bà được bầu làm thị trưởng Auckland, lãnh đạo một thành phố, khi đó đang gặp khó khăn vì vẫn đang phục hồi sau đại dịch và đối mặt với tình trạng gia tăng tội phạm. BBC cũng cho biết, những tháng gần đây, bà Thao hứng chỉ trích vì một số cư dân vẫn còn thất vọng với mức độ tội phạm ở Auckland. Bà sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vào tháng 11 tới. Đây cũng là lần đầu tiên một thị trưởng bị kêu gọi bãi nhiệm trong lịch sử Auckland. Giữa năm 2023, bà Sang Thao đã dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thị trưởng. Trong chuyến đi, bà cùng các đoàn đã gặp gỡ đại diện cảng quốc tế Long An và lãnh đạo các thành phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Họ cũng đã gặp thủ tướng Phạm Minh Chính và các công ty Việt Nam, bao gồm nhà sản xuất xe điện VinFast, hãng hàng không Vietjet. BBC tiếp tục dẫn truyền thông Mỹ. Theo đó, ông David Dương và con trai Andy Dương là thành viên nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở vùng vịnh. Doanh nhân này được mệnh danh là vua rác ở Mỹ khi là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty California West Solution và công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam, đồng thời là chủ tịch hiệp hội doanh nhân Việt Mỹ. Và đây là hình FBI khám nhà bà Sang ở Oakland. Theo BBC, ông David Dương thành lập công ty California West Solution vào năm 1992 là nhà thu gom tái chế chính thức của thành phố Oakland. Công ty của ông cũng cung cấp dịch vụ cho thành phố San Jose, bang California. Vào năm 2014, Hội đồng thành phố Oakland đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi bỏ phiếu trao cho California West Solution, một hợp đồng lớn vận hành các dịch vụ thu gom rác và tái chế của thành phố. Vẫn theo BBC, các tài khoản trên mạng xã hội cho thấy, ông David Dương cùng con trai Andy Dương chụp ảnh chung với nhiều chính trị gia quyền lực nhất bang và quốc gia. Trên Facebook, ông David Dương có ảnh chụp chung với thống đốc bang California Gavin Newsom, thượng nghị sĩ bang Virginia Tom Kenney cựu Ngoại trưởng John Kerry. Con trai ông là Andy Dương có ảnh chụp chung với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kalama Harris, Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta. Ông Andy Dương cũng đăng ảnh chụp cùng bà Thao trên trang Instagram có hơn 100.000 người theo dõi. Truyền thông Mỹ cũng cho biết rằng công ty California West Solution trước đây từng bị điều tra về những khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của các quan chức thành phố Auckland, bao gồm cả bà Thao. BBC cho biết thêm, ông David Dương cũng đã trở về Việt Nam để làm ăn từ nhiều năm qua, cũng trong ngành xử lý chất thải. Hiện tại, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đang hoạt động, tiếp nhận xử lý hơn 5.000 tấn rác mỗi ngày cho thành phố này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Gia đình doanh nhân gốc Việt David Dương bị FBI điều tra. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.